Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh Tin Tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức. Ông Cao Thắng nắm chặt tay hộ tống Đông Nhi đi thu âm, quyết định lui về hậu trường để hỗ trợ cho bạn gái. Ông Cao Thắng luôn dành cho Đông Nhi những điều tốt đẹp nhất. Trong mọi hoạt động nghệ thuật của Đông Nhi đều không thiếu vắng bóng dáng của ông Cao Thắng. Đông Nhi và ông Cao Thắng được mọi người biết đến là một cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Suốt 7 năm vừa qua, cặp đôi đã cùng nhau đồng hành, chinh phục nhiều thử thách trên con đường nghệ thuật. Quyết định lui về hậu trường để hỗ trợ bạn gái, ông Cao Thắng luôn dành cho Đông Nhi những điều tốt đẹp nhất. Trong mọi hoạt động nghệ thuật của Đông Nhi đều không thể thiếu vắng bóng dáng của ông Cao Thắng. Theo chân cặp đôi một ngày làm việc mới thấy được sự gắn bó khăng khít và tình cảm ngọt ngào lãng mạn mà ông Nhi và ông Cao Thắng dành cho nhau. Đông Nhi và ông Cao Thắng tay trong tay tình tứ cùng đến nơi làm việc. Cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt khiến nhiều người ghen tị khi luôn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn ngọt ngào. Ông Cao Thắng điển trai sánh đôi bên Đông Nhi xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi cặp đôi. Ông Cao Thắng ga lăng đưa bạn gái vào phòng làm việc, tình cảm đẹp của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đông Nhi rạng rỡ trong phòng thu, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, nữ ca sĩ vui đùa với cún con. Ông Cao Thắng chờ bạn gái ngay bên ngoài phòng làm việc. Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng ông Cao Thắng trông vẫn vô cùng trẻ trung, không thua kém các chàng trai 9X. Những khoảnh khắc vui đùa ngọt ngào ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!